Cái này quay đang chưa lắm. Xin chào các bạn nhé, hôm nay mình là đi làm đường nha. Bây giờ là lấy đất về đổ xuống để làm mặt bằng luôn nhé. Vâng, đây các bạn, đây là chỉ giờ của năm đây. Được mấy chục xe rồi? Được 30 xe rồi đấy. Thế là ngon rồi. Cái đập cục này coi. Cục đá. Mà làm gì Sơn? Mai á, mai em đi Bình Dương rồi. Thế anh bảo mai đi bắt ốc mà. Làm cái gì mà? Đi qua đi, em chỉ chỗ cho. Có biết chỗ đâu mà đi. Đi thẳng một đường cho mày cạnh đường vợ em ấy. Biết nhà vợ em ở đâu? Ở gần mấy cây mấy cây cái gì nhỉ? Mấy cây gần niên không? Gỗ chắc ấy. Gỗ chắc ấy là cân niên. Nó gì nè? Cháu được một cái. Này, hả? Không cái xẻng ấy. Hôm nay ai được ấy không nhỉ? Sáng nay em được cầm cái cào của em thôi. Của chú kia, thấy gì gì không? Ở cái thấp thấp ấy. Chắc ở bên kia. À. Ở lô chú tử. Ơi. À thế, ta ở đấy. Uống nước ra. Ôi, ngồi nghỉ uống nước đó. Tạp bài luôn thế em nhỉ? Bài, tạp nhẹ bài luôn thế, em nghe này thế đi. Ngang theo mày. Và đây giờ đã làm xong con đường rồi nhá. Giờ sửa lại thôi là xong rồi. Bóng gì nó. Bây giờ là xem chỗ nào còn chưa đủ đất thì mình sẽ bồi lại thêm và cào lại nhé, để cho nó sạch sẽ một tí. Nó bằng phẳng đấy. Đây, bây giờ là bồi thêm đây. Giờ con đường đã sắp hoàn thành nha các bạn. Đây giờ là bồi thêm ở chỗ trên kia một tí nữa là xong. Nhớ. Được rồi, được rồi. Trong dưới cái mình trong một. T T ăn này T được người xem dần này là. Ừ. Nắm trong một ngày đó là. Nóng đâu. Này em quay cái gì đảm đủ tối nhăng hả? 120 người xem nên được xem đấy. Lạ hơn. Hôm nay là rất là đông người nha các bạn. Cái đất này là đi là nó sẽ không dính nó nhé các bạn nhé. Quay tráng không biết à.
Đất này là khi mà nó đấy xuống ấy thì trơn thì nó không trơn luôn. Làm đường thôi. À, xe tới tới ơi, xe tới rồi. Làm đi, quay video. Thì tranh thủ quay một tí. À mà chả khỏe. Hình như vừa nãy. Đồ hắn nó thấu cao đồ hắn mà cỡ nó cũng mì. Có đấy cười người sinh người là cỡ mì lẹo. Ai vứt lên trên. Biết đâu. Thì chả thế. Thôi mà lúc tung men rồi. Từ giá chít đây tới tăng khỉnh mà tới tăng này mà. Thì cho máy ngoạn múc một lỗ ở trên kia. Ui, cũng đông đông cần đúng không? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Đông người á, đông người làm xong nhanh. Lại chuẩn bị có đường đẹp đi rồi. Đây các bạn, hôm bữa mình lấy gạch thừa của họ về đập ra đây. Bây giờ mình lấy đất về đổ xuống nha các bạn. Đây là đất về đổ xuống này. Giờ đổ từ đây rồi nha các bạn. Làm đi. Xong rồi, xong rồi thì nghỉ ngơi thôi. Rồi làm tiếp. Rồi mình thuê xe về để chở đất để đổ xuống nha các bạn. Đây, xe đi như đây. Tôi đang đổ đất xuống dưới rồi. Bà này là chị hít ná. Chắc cuối là tự là. Đấy, chú phải giải như thế mới chú. Riêng để kì kì đi làm đường đi tay áo bay bảng còn vuốt tóc áo áo bay bảng bường đi rồi đấy đẹp trai mà bé bài à bài cân Việt Nam về tay gạo về này tay này hơn nhá về này đây bài u hao bảy cân bay.